Về dụng cụ thì ở đây mình có một cái thước kẻ này, một cái cong ta, một cái kéo, một cây súng bắn keo, một cái bút chì và những cái bút màu nước nhiều màu như thế này. Về nguyên liệu thì ở đây mình có ba tờ giấy màu đỏ, màu hồng và một tờ giấy màu vàng nữa nha. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu hồng này. Đối với tờ giấy màu hồng này mình sẽ làm cái hoa nha. Ở đây mình sẽ vẽ ra 12 cái nha. Cánh, mỗi cánh mình sẽ để kích thước là 3 x 5 nha. Mình sẽ cắt nó ra nha. Mình sẽ chia nó ra. Cái tiếp theo nha. Sau khi mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ dập nó lại nhé. Các bạn sẽ dập cho mình. Đó. Cái thứ hai này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Mình còn 7 cái nữa nha. Sau khi mà mình cắt lớp xong, bây giờ mình sẽ dùng cái bút chì để vẽ cái phần cánh hoa ra đây nhé. Mình sẽ vẽ toàn bộ tương tự như vậy nha.
tiếp theo này. Cái thứ à, mình còn 5 cái nữa mình sẽ về nốt nha. Sau khi mình đã vẽ xong rồi mình sẽ cắt nó ra, cắt theo cái đường cánh hoa mà mình vừa vẽ nha. Mình đã cắt được 4 cái rồi nha. Mình còn 6 cái nữa nha.